này mình xin chia sẻ với mọi người cái mẫu quần sọt lưng thun rời của nữ ha. Có hai miệng túi xéo. Nó là dạng quần váy ha. Quần này coi với công thức này thực hiện trên chất liệu vải gì cũng được ha. Coi giãn hay không coi giãn gì mình cũng dùng công thức này. Và sau đây mình sẽ đi vào phần vẽ và cắt ha. Đây là số đo của cái quần sọt lưng thun rời ha. Dài quần là 38, mông là 92 và lưng là 76. Như vải đường biên vải của mình á, thì bạn sẽ vào cho mình là 5 xăng. Chừa cho dòm 5 xăng ha. Rồi. Tiếp theo thì bạn sẽ kẻ một đường thẳng vuông góc với cái đường mình vừa vẽ ha. Bỏ cái đường này đi ha, nó cuốn khó vẽ. Rồi nha, bạn sẽ kẻ một đường vuông góc ha. Vuông cái góc với cái đường mình vừa kẻ này. Kẻ dọc ha. Rồi bạn xuống cho mình một xăng để chừa đường may lưng thun nha. Đây là lưng thun rời. Và mình sẽ đo hạ đáy ha. Hạ đáy thì bạn chừa ra 3 phân để mình may lưng thun nha. Hạ đáy thì bằng 1/4 mông, 9246 là 23, 23 cộng với 5 là 28 ha. Đáy này là đáy dài nha. Nhớ là chừa ra 3 phân ha, hạ đáy 28. Rồi, ngang mông bằng 1/4 mông cộng 4/5. 23 cộng 4/5 là 27/5. Bạn vào đáy cho mình là 3/5. Rồi bạn từ đây ha, bạn sẽ đo lưng ha, bằng 1/4 mông là 23. Bạn sẽ nối cái đường hạ đáy. Rồi sau đó mình sẽ đánh cống cái vòng đáy ha. Tiếp theo mình sẽ đo dài quần. Dài quần là 38. Bạn trừ ra 3 phân lưng ha. Chiều dài là 38. Rồi bạn ra đây cho mình 3 xăng. Bạn sẽ nối thẳng từ trên lưng xuống. Dạng này quần sọt này là quần sọt váy ha. Rồi đây bạn kẻ thẳng xuống nha. Bên đường đáy mình sẽ kẻ thẳng xuống. Rồi bạn xuống đây cho mình nó là 1 xăng ha. Rồi bạn sẽ nối. Rồi theo thì mình sẽ hạ cái đáy trước xuống 1 xăng ha. Rồi bạn sẽ vào cái miệng túi cho mình là 4 xăng. Rồi xuống cái chiều dài của miệng túi là 13 xăng ha. 13, 14, 15 ha. Tùy theo người mập, người ốm nha. Rồi mình sẽ nối này lại. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đánh cong cái miệng túi một chút ha. Rồi nữa mình đo cái miệng túi ngoài đây mới đúng nha. Đo mé ngoài này ha. Rồi. Đường sườn ngoài này nha các bạn, đường sườn mình vẽ sau nè. Rồi như vậy là mình đã chia sẻ xong cái phần thân trước ha. Thì bạn sẽ cắt chừa cái trên lưng này nè 1 xăng để may lưng thun ha. Rồi cái đường đáy á,
đường bên đáy này thì bạn chừa cho mình 1 xăng. Rồi đường này là 1 xăng rưỡi ha. Dưới lai thì bạn chừa cho mình 2 xăng. Đường sườn bên đây chừa 1 phân rưỡi nha. Hai bên đường sườn đáy và đường sườn hông này mình chừa 1 phân rưỡi. Còn túi thì mà mình vẫn để chừng nào mai rồi mình sẽ gọt sau ha. Rồi bạn chừa cho mình 1 phân rưỡi nha. Tiếp theo thì mình sẽ vẽ cái thân sau ha. Mình sẽ lấy cái thân trước mình đặt lên để mình vẽ cái thân sau. Thì bên cái đường đáy ha, bạn sẽ lên cho mình là 2 xăng. Rồi từ bên cái đường ngay cái đường sườn của cái thân trước bạn ra cho mình là ngay trên đầu lưng này ha, bạn ra cho mình là 1 xăng rưỡi. Rồi sau đó thì mình sẽ kẻ xuống ngay cái ống trước ha, bằng với cái ống của thân trước. Mình sẽ nối xuống ha. Rồi tới đây thì mình sẽ đo là 1/4 mông ha. 23. Ngang đáy sau bằng ngang đáy trước xuống 1 xăng ha. Rồi. Ngang mông sau thì bằng 1/4 mông cộng 1/10 mông là 32. Bạn vào cho mình là 1/10 mông ha, 1/10 mông là 9/2, mình lấy tròn là 9 phân. Mình sẽ nối cái đường đáy sau ha. Và ngang cái ống thân sau mình sẽ bằng ống thân trước mình ra 2 xăng ha. Rồi, đây bạn đánh hơi cong ha. Rồi cái đường ống thì mình sẽ vẽ bằng lại cái ống trước ha. Rồi mình sẽ vẽ cong cái đáy sau. Rồi. Rồi mình sẽ chừa đường may là 1/5 ha. Đường đáy thì mình sẽ chừa 1 phân. Đường sườn mình chừa 1/5 ha. Rồi, vậy là mình đã vẽ xong cái phần thân trước và thân sau của cái quần sọt ha. Cái phần mình sẽ vẽ cái phần túi ha. Phần túi thì bạn sẽ lấy cái thân trước. Mình sẽ sang dấu lại ha. Sang dấu lại ngay cái trên cái đầu túi ha và bên hông. Rồi mình sẽ vào cái đầu trên
Ngăn túi mình sẽ lấy từ cái bên sườn này ha. Bên đầu lưng mình vô là 14. 14. Rồi, bạn sẽ kẻ thẳng xuống dưới phần ngang đáy ha. Rồi cái đáy túi nó sẽ bằng với đường ngang đáy luôn ha. Tại vì mình đáy dài. Nếu đáy ngắn thì cái túi nó sẽ xuống tới dưới này ha. Xuống qua khỏi cái phần đáy á, nếu mà đáy ngắn á. Rồi. Từ đây bạn xuống cho mình khoảng 6 xăng. 6 xăng để mình đánh cong cái đáy túi ha. Rồi nếu mà bạn có giải dư á, thì mình sẽ cắt một cái túi liền ha. Liền đây là mình xếp đôi ha. Còn nếu mà không có dư thì mình sẽ cắt rời, là bạn cắt cho mình 4 miếng giống y như vậy nha. Túi nguyên thì mình cắt 2 cái thôi. Rồi cái phần lưng ha, phần túi. Túi nó nằm sẽ nằm như vậy ha. Cái phần lưng á thì bạn cắt cũng cắt theo dãy xuôi theo cái chiều của quần luôn ha. Thì bạn sẽ cắt chiều ngang là chiều ngang á. Giờ cái phần lưng rời ha. Mình sẽ cắt vải có chiều rộng là 8 phân rưỡi, chiều dài bằng 1 phần 2 vòng mông ha. Thì mông 92 đó là 46. Bạn cắt thành 2 miếng như vậy ha. Cắt thành 2 miếng. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cái phần cắt cái quần ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.